Rồi, chào toàn thể các bác nha. Thì vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của một bộ dàn mà giá rất là hợp lý nhưng mà rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho các bác nhá. Đây, thì gồm một con đẩy liền vang. Đấy, con đẩy liền vang ARF 700m nhá. Con này thì em có lên nhiều bộ dàn rồi đấy. Con này thì em có sử dụng để đánh với một cặp loa của Varic luôn. Một cặp loa là mã là V120. Đấy, loa full bass 30 các bác nhá. Hàng mới chính hãng. Đấy. Đó. Con này có một nước sơn rất là đẹp, thiết kế căng nó cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nhá. Đây, cho xem mặt trước của nó này, một logo Varic rất là nổi ở đây. Đấy. Đó. Các bác thấy chất âm của nó lên hay không ạ? Đó. Trống đánh rất là khỏe luôn, không hề có súp nhá. Đó. Trống lên rất là hay, nó thả rất là êm luôn, mà chép cực kỳ là tơi và mịn, không hề gắt nhá. Đây, chỗ này thì em có sử dụng một con đẩy liền vang này. Con này rất là hay luôn, là tích hợp cả vang mic đẩy này. Đây, hai tay mic của nó này các bác này. Đấy, nó có sẵn cả hai tay mic luôn nhé các bác nhá. Chỉ việc chơi thôi, một cấu hình rất là đơn giản. Giá thì hơn 20 triệu rồi, rất là hợp lý nhé. Con này ấy, bình thường ấy, thì nếu mà giá đúng của nó ấy, nhiều anh em nó bán ấy, ít nhất phải tầm 30 triệu nhé các bác nhá. Hôm nay duy nhất hôm nay đấy, lên một bộ dàn duy nhất này giảm luôn cho các bác 9 triệu đồng, còn 21 triệu. Đó, duy nhất đó, chỉ duy nhất bộ này nhá, giảm 9 triệu luôn. Bình thường là 30 triệu bộ này đấy, cả loa cả đầy liền vang. Bác nào nhanh tay chốt ưng ý giảm luôn 9 triệu đấy, thì còn 21 triệu, mà chất âm của nó cực kỳ là hay luôn nhá. Đây các bác xem, con này chép của nó đánh rất là tơi và mịn luôn, bát thả rất là sâu nhá, không hề có súp. Một cấu hình vừa tiền dễ chơi. Đó. Xử lý hoàn toàn bằng số. Đấy, chống hú tuyệt vời luôn nhá, siêu chống hú luôn. Con này mic của nó rất là hay, rất là dày, tí nữa em sẽ thử tiếng mic cho các bác xem. Mấy cái con này rất là dày luôn. Đấy. Rất là dễ chơi. Đấy. Và lên vừa túi tiền. Chất âm thì có thể bàn đấy, đây các bác xem. Để em mở một bản nhạc vàng cho các bác thưởng thức chất âm của nó. Đấy, các bác thấy chép nó lên mịn không ạ? Rất là mịn và tơi nhá. Đấy. Loa Varic V120. Đó, rất là hay luôn. Đấy. Đấy, ưu đãi một bộ dàn duy nhất cho các bác chơi Tết, giảm luôn 9 triệu, quá là ưu đãi luôn. Đấy. Đầy đủ mic này. Đấy, vàng mic đẩy trong hết trong này rồi. Xử lý hoàn toàn bằng số này, chỉnh được qua máy tính này các bác này. Đấy, bác nào mà không biết chỉnh qua máy tính thì chỉ dùng 3 nút cơ bản này thôi, hoặc là có thể dùng màn hình cảm ứng này. Đây. Đấy. Đây ở đây qua đầu vào này. Con này thì có tích hợp cả cổng quang này, Bluetooth và MP3 luôn nha các bác nhá. Đấy. Con này thì chỉnh tay được nha các bác nhá. Đây. Đây. Nó giữ vào đây. Có 81. Đấy, các bác chỉnh music này hoặc là mic hoặc effect. Đây.
Đấy, rất là chi tiết nhá. Như một con lọc xì luôn đấy. Này, các xem này. Rất là chi tiết đấy, các bác tăng giảm vào đây này. Đấy, nó tăng lên đấy. Đó, rất là dễ chỉnh nhá. Giá cực kỳ ưu đãi. Chỉ duy nhất một bộ thôi, để phục vụ cho bác chơi Tết này. Đấy, chất âm cực kỳ là hay. Rồi bây giờ em sẽ test chất âm mic cho các bác xem. Đây là tai mic của nó này. Các bác xem tai mic của nó đẹp không? Đây. Giò là trắng bạc này. Đấy, chống rỉ nhá. Đấy. Sơn, nước sơn rất là bóng, mịn. Cầm cực kỳ là sướng tay luôn. Đó. L 1 2 L. Đấy, các bác thấy chất âm mic của nó còn dày không? Cực kỳ dày nhá. Rồi, để em tắt nhạc đi. Đó, là 1 2 ấy, rất là dày các bác nhá. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Hi hi 1 2. Đấy, các bác thấy chất âm của nó dày không ạ? Rất là dày nhá. Đấy, mà rất là nhẹ luôn đấy, các bác xem khả năng chống hú của nó này. Đây, 1 mét này. Tuyệt vời không? Đấy, cấu hình vừa rẻ, vừa hay. Chống hú tuyệt đỉnh luôn. Lần 1, 2, hi hi. Đó. Rồi. Rồi, bác nào mà yêu thích thì cứ nhanh tay liên hệ nhá. Duy nhất là một bộ thôi. Giảm luôn, 9 triệu đồng. Quá là ưu đãi rồi. Bình thường là 30 triệu đấy. Bây giờ giảm 9 triệu, còn 21 triệu này. Không chơi nữa thì chơi cái gì nữa các bác. Đấy. Quá là ưu đãi rồi. Tết này sắm ngay một bộ rồi. Về chồng ca vợ hát cực kỳ hay luôn. Đó. Rất là đơn giản nhá. Chỉ có một cặp loa và một con đẩy liền vang thế thôi. Thế là đủ cho các bác karaoke. Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua Zalo nhé. 033-527-331. Mình sẽ tư vấn thêm cho các bác nhé. Rồi, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.